Ba hỏi. Ba ba. Ba ngã. Ba ngã. Ba ngã ba. Ba ngã ba. Ba huyền. Ba huyền ba. Ba sắt. Ba sắt ba. Mẹ nha. Mẹ nặng. Mẹ nặng mẹ. Mẹ sắt. Mẹ nặng mẹ. Mẹ huyền. Mẹ huyền mẹ. Mẹ ngã. Mẹ ngã mẹ. Mẹ hỏi. Mẹ hỏi mẹ. Rồi. Bảo nha. Bao hỏi. Bao hỏi bảo. Bao sắt. Bao sắt bảo. Bao huyền. Bao huyền bảo. Bao nặng. Bao nặng bảo. Bao ngã. Bảo. Bao ngã. Bao ngã. Bảo. Bao ngã bảo. Bao ngã bảo. Đúng rồi. Bố nha. Bô sắt. Bô sắt bố. Bô huyền. Bô huyền bố. Bô hỏi. Bô hỏi bố. Bô ngã. Bô ngã. Bố. Bố. Bô nặng. Bô nặng bố. Đúng rồi. Thì bá nào? Bá rồi. À, thì khanh sắt. Khanh nắng hắn. Khanh huyền. Khanh huyền hắn. Khanh ngã. Khanh ngã hắn. Khanh nặng. Khanh nặng hắn. Ừ. Thế thắng. Thăng sắt. Thăng sắt. Thăng. Thăng sắt. Thăng sắt. Thăng sắt. Thăng sắt bố. Thăng sắt thắng. Bố đây là thắng. Thì phải thăng sắt. À, sai đúng rồi, thế phải đọc lại. Thăng sắt. Thăng sắt. Thăng huyền đúng. Ừ. Đúng. Thăng huyền. Thăng huyền đúng. Đúng. Đúng rồi. Thăng ngã. Thăng ngã đúng. Thăng ngã thắng. Thăng ngã thắng. Thăng ngã thắng đúng. Đúng. Thăng nặng. Thăng nặng thắng. Đúng. Đúng. Đúng rồi. Thế bây giờ từ thăng huyền. Thăng huyền đăng. Đúng. Thăng. Rồi, đọc hơi ngọc. Thế bây giờ là đọc cái gì nhỉ? Đánh vần từ gì? Bờ ăn ban. Cơm nào? Cơ. Cơ gì nhỉ? Đánh vần từ cơm nào? Cơ. Cơ gì? Chùi và đầy. Thôi, nó chán rồi. Cơ gì? À, đi học tiếng Anh đi. Đi học tiếng Anh nào. Thế con gà là con gì? Chiếc chuông. Ngồi lên đây. Ngồi lên đi ra để học. Thế con hổ. Hổ là? Hổ là gì nhỉ? Từ mới đấy. Hổ là sai. Hổ là trai ạ. Đúng rồi. Thế, thế quả chuối. Chuối là quả táo. Quả táo. Quả táo. Quả táo là gì? Ngồi nghiêm túc để học. Đúng rồi, nào quả táo là gì nhỉ? Táo. Rồi, thế con mèo. Con chó. Con vịt. Thế con khỉ. Im. Chị Khánh im. Monkey rồi, thế con gì nhỉ? Con gì nữa? À, thế màu xanh là cây. Green. 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 Màu xanh nước biển. Blue. Thế màu đỏ. Red. Màu tím. Purple. Thế màu vàng. Yellow. Thế màu da cam. Orange. Thế màu trắng. White. Màu đen. Red. À, ôi dồi ôi, giỏi quá. Thế chung ngủ ngon là gì nhỉ? Gút gì nhỉ? Gút mai. Thế tạm biệt. Tạm biệt nhà. Cũng từ gút, gút gì nhỉ? Gút bài. Gút bài. Ồ, sao lại quên từ đấy nhỉ? Bố. Bài. Bố. Bố là gì nhỉ? Bố đọc là gì? Bố nhà. Bố là? Bố đọc là gì nhỉ? Ừ, thì bố. Đấy, đấy là mẹ. Bố cơ mà. Nghĩ lại đi, bố là? Mẹ là ma giờ, bố là bố gì bố nhỉ? Bố là ma giờ. Fa giờ thì biết rồi, nhận thấy chị gái. Nhà chết đờ. Ồ, giỏi quá. Con trai là? Con trai nhà. Brother. Ồ, à, con hỏi một cái màu nữa là màu nâu, đọc là gì nhỉ? Màu là brown. Brown. À. What's your name? Con name. My name. Mai name y. Y ở bào. Rồi, đúng rồi. Thế thôi nhá. Hôm nào học tiếp.